Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những màn tấu hài tại nghị trường Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm nay đến nay đang đi đến những ngày cuối. Trong thời gian ấy, người dân Việt Nam đã được chứng kiến nhiều màn tấu hài rất hấp dẫn do các ngài nghị gật biểu diễn trên nghị trường. Đầu tiên phải kể đến là màn trình diễn của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc khi muốn kéo cột điện từ Mỹ về Việt Nam. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều 8 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc nói: "Trước đây sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam. Câu nói này đã gây lo ngại cho ngành điện lực Việt Nam vì sợ công nhân ngành mình thất nghiệp vì thiếu công an việc làm. Tiếp đến là Bộ trưởng Tài môi Trần Hồng Hà đề xuất đưa vào việc thu tiền gom rác theo kg. Thảo luận tổ tại phiên họp Quốc hội sáng 11 tháng 6 năm 2020, ông Trần Hồng Hà cho biết dự thảo luật xác định không thu phí thu gom xử lý rác thải sinh hoạt của người dân theo bình quân mấy ngàn đồng một hộ nữa mà thu theo khối lượng theo kg, tức là thải ra nhiều thì phải chịu nhiều tiền hơn. Sau khi ý kiến này bị dư luận lên án là không khả thi vì sẽ làm cho nước Việt Nam trở thành một bãi rác khổng lồ vì những người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường để tránh việc đóng góp tiền phí, họ sẽ vứt rác ra đường ra sông suối Như vậy đề xuất này không bảo vệ môi trường mà ngược lại phá hoại môi trường Thì sáng 12 tháng 6 Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nói rằng Việc thu tiền gom rác theo kg chỉ là dự kiến không đưa vào luật Và đến lượt bộ có cái tên dài ngoăng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình diễn tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường đã có kiến giải vĩ đại để giảm giá thịt heo là người dân chuyển sang ăn thịt gà là thịt heo đắt thì không ăn nữa. Thảo luận về kinh tế xã hội chiều 13 tháng 6, các đại biểu quốc hội tiếp tục bày tỏ quan ngại khi sau một thời gian dài thịt heo chỉ giảm trên TV. Ông Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói chúng ta không nên chỉ tập trung ăn thịt heo mà cần đa dạng hóa các loại thực phẩm khác nhau như thịt, gà, cá, tôm, trứng. Còn nhờ năm 2017, cũng trước diễn đàn quốc hội bộ trưởng đã vô tư náo hoạt riêng tôm thế giới có 7 tỷ người. Mỗi người ăn một cân tôm là 7 triệu tấn trong khi nguồn cung thế giới mới có 5 triệu tấn. Như vậy là còn hơn 2 triệu tấn tôm. Rất thuận lợi cho ngành thủy sản Việt Nam. Một điều đơn giản thế mà không ai nghĩ ra. Đến lượt ông bộ trưởng văn hóa thể thao Du Nguyễn Ngọc Thiện lên sân khấu phát biểu tại nghị trường phiên thảo luận của Quốc hội về báo cáo về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị và kính mời đồng bào và nhân dân cả nước đi du lịch trong nước. Vẫn biết rằng Việt Nam có rất nhiều danh làm thắng cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng cái lý để người dân không đi du lịch không phải là không biết đi du lịch để thưởng hoạn những cảnh đẹp đó mà chính là vì không có tiền. Xin hỏi ông Bộ trưởng chính miệng ông đã trân trọng kính mời nhân dân đi du lịch thì có nghĩa là ông ấy sẽ trả tiền cho nhân dân trong những chuyến đi du lịch đó. Có người nói văn hóa thể thao và du lịch mời đi du lịch, vậy bà con cứ đi và cứ ghi phiếu chi phí gửi về cho ông Nguyễn Ngọc Thiện thanh toán. Đến lượt ông quan tòa chỉ có bằng trung cấp nông nghiệp lại ngồi ghế phó tranh án tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đại biểu quốc hội Hoàng Đức Thắng đoàn Quảng Trị phát biểu, một số vụ án vừa qua khi tòa xét xử đã nảy sinh một số vấn đề gây chú ý, ý nghi ngờ bức xúc trong dư luận xã hội nghi vấn trong nhân dân và dư luận về tính đúng đắn phán quyết của tòa án cũng như những vi phạm trong hoạt động tố tụng đã bào mòn lòng tin của nhân dân như vụ án Hồ Dĩ Hải vụ nhảy cầu tự tử ở tòa nhân dân tỉnh Bình Phước, vân vân. Ông Phạm Hồng Phong, đại biểu Quốc hội Đoàn Hậu Giang, phó tranh án tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa con ngáo ộp thế lực thù địch ra hù dọa. Ông Phong nói khi xét xử thì hội đồng xét xử phải đọc hồ sơ, đưa ra và kiểm tra chứng cứ. Qua các lời khai và tranh tụng tại phiên tòa mới đưa ra phán quyết đúng đắn và không nên chỉ qua một vài trang giấy hoặc bình luận của báo để đưa ra kết luận và quyết định. Vì hiện nay có nhiều thế lực thù địch chống phá, cần hết sức cảnh giác. Và người ta đã phát hiện ra rằng ông Phạm Hồng Phong tốt nghiệp khoa quản lý kinh tế nông nghiệp tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào năm 1987. Không biết ông Phong đã lươn lẹo luồn lách bằng cách nào mà được ông Nguyễn Hòa Bình, một người không phải thẩm phán lại ngồi ghế tranh án tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm ông Phong làm phó tranh án tòa cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cuối cùng là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam chiều 13 tháng 6 năm 2020 sau khi tự ca ngợi về thành tích chống cúm dịch Vũ Hán tại diễn đàn quốc hội, ông Vũ Đức Đam nói tất cả cuộc sống người Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước. Không biết ông Vũ Đức Nam có biết rằng hiện nay có bao nhiêu người Việt đi làm cu ly ở nước ngoài dưới cái mát là xuất khẩu lao động không nhị. Báo giáo dục và thời đại ra ngày 9 tháng 1 năm 2020 viết Năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 152.530 lao động, đạt 127,1% kế hoạch năm 2019. Trong đó, thị trường Nhật Bản 82.703 lao động, Đài Loan 54.480 lao động, Hàn Quốc 7.215 lao động. Không biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có biết rằng trong số 17 quán quân Olympic du học Australia chỉ hai người về Việt Nam và vụ 39 người Việt chết trong thùng đông lạnh tại Anh nói lên điều gì? Không chỉ có chừng ấy người ra đi bằng con đường bất hợp pháp mà còn rất nhiều người vẫn tiếp tục đi dưới nhiều hình thức khác nhau như vụ 9 người quá giang máy bay chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Hàn Quốc rồi bỏ trốn và rất nhiều cô gái người Việt đi làm gái điếm khắp nơi trên thế giới nói lên điều gì? Tại sao đại biểu quốc hội Nguyệt Hường mua quốc tịch Manta? Tại sao Võ Kim Cự ôm khối tiền vơ vét và tham nhũng khổng lồ nhờ bán rẻ đất cho Formosa lại mò sang định cư ở Canada? Lẽ ra, Ngài Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phải nói thế này mới đúng. Cuộc sống của những gia đình quan chức Việt Nam hôm nay của chúng ta là niềm mơ ước của nhiều nước trên thế giới không chỉ có kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 14 này mới có nhiều màn tấu hài như vậy mà tại các kỳ họp trước đây luôn có những kịch sĩ trình diễn những màn tấu hài miễn phí cho các vị đại biểu Quốc hội và nhân dân xem. Và có lẽ ở những kỳ họp sau tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Vì khi mà những vị đại biểu quốc hội này không phải do người dân tự do lựa chọn bầu lên mà họ được đảng cử thì người dân Việt Nam sẽ còn được chứng kiến những khối óc của rời đỉnh cao trí tuệ tiếp tục trình diễn. Ông Phùng Hữu Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được các báo nhà nước dẫn lời nói lộ trình phát triển thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề rất vướng chưa rõ lâu nay chưa làm được và cần tiếp tục nghiên cứu. Về câu nói của ông Phùng Hữu Phú trên Facebook cá nhân có 310.000 người theo dõi, nhà báo Huy Trương San, Trương Huy San viết một câu hỏi rằng tại sao có những con đường chưa được nghiên cứu tường minh mà các ông vẫn bắt dân tộc này đi. Câu hỏi thú vị của nhà báo Trương Huy San được 5.400 lượt thích trên 200 lượt chia sẻ và gần 500 lời bình luận Minh Nguyên giả vờ có đường để biện minh cho độc tài mà thôi. Minh Đặng để gìn giữ sự độc tài, độc quyền, sự ổn định trong nghèo khó. Cường quốc quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội sao giống lên tàu cắt linh Hà Đông ghê. Hoàng Hugo vì lợi ích nhóm của nó quá lớn, con đường vào túi bọn nó quan trọng hơn, bỏ mặc triệu dân lầm than. Nguyễn Phú viết, theo tôi anh có thể nhầm, họ biết rõ con đường đó giúp họ có nhiều bổng lộc nắm giữ quyền lực lâu hơn có thể. Nam Viết Nguyễn viết thì chúng ta là những con cừu à mà không chúng ta là những lũ chuột bạch. Theo bức cơ Minh Hoàng viết kể cả đêm vào tường, kể cả đâm vào tường vào bụi rậm xuống vực và hố phân vẫn đi. Hải Nguyễn bình luận nếu các ông mà nghiên cứu tường minh thì sẽ vứt vào sọt rác và chọn con đường khác từ 20 năm trước rồi. Long Hà Văn bình luận có vẻ đoạn đường trước mặt như đường đi của người khiếm thị vừa đi vừa cua gậy dò đường và cũng không nhìn thấy gì khác ở phía trước. Lê Hưng bình luận những con đường tường minh khác thì những thằng ngu và lười chỉ ăn bám thôi Còn con đường này thì những thằng ngu và lười sẽ có biệt phủ Con cái du học và gia đình họ hàng nhạc chúng mới vinh thân phì ra được Toàn ngoại Toản Nguyễn bình luận con đường sáng văn minh thì chúng ta sợ bị đào thải, phải đi con đường u mê thì mới có chỗ cho bọn chúng đào khoét. Thanh Nguyễn Hữu bình luận con đường thì rõ ràng như ban ngày nhưng trong thiên đường mù này, người lãnh đạo cộng sản toàn người mù nên phải dò dẫm từng mũi gậy để dò bước đi. Huy Nguyễn bình luận: Đường nào đi mà bảo vệ được đảng và tiền đầy túi là đi vì đây là bản chất của cộng sản, còn dân đen chết sống mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Hoàng Trần bình luận: Vì con đường ấy mặc sức hút máu và ăn thịt nhân dân mà không bị kháng cự. Mai Nhung Võ bình luận: Hội đồng lý luận toàn những cái đầu già nua cũ kỹ giáo điều mà các ông nghe theo rồi giam hãm cả dân tộc này đến chết. Ngô Chí Nhân bình luận: Các ông biết chắc là không có đường nhưng các ông lừa dân để các ông lợi dụng, đưa cột đèn của các ông đi hướng khác. Theo báo Thanh Niên, ông Phú nói như vậy tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương vào sáng 10 tháng 6 về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Cũng trong bài phát biểu ông Phùng Hữu Phú lại nổ là Việt Nam thành nước phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Dường như càng gần Đại hội 13, giới chức Đảng Cộng sản Việt Nam càng tranh thủ nổ về tiền đồ đất nước Việt Nam với những lời có cánh về sự phát triển vượt bậc trong vài thập kỷ tới mốc thời gian mà khó ai có thể chờ đợi để kiểm chứng Vẫn theo lời ông Phú đây là đội mới về nhận thức vì trước đây ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn lần này mục tiêu là nước phát triển Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam về các vấn đề lý luận chính trị chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội cũng định hướng và hoạch định với các chính sách bị văn kiện cho chuẩn bị đệ văn kiện cho đại hội đảng 13 dự trù diễn ra vào trung tuần tháng riêng 2021. Ông Phú được ghi nhận là ngồi ghế phó chủ tịch cơ quan nêu trên được hơn 9 năm, trước đó là ghế phó ban tuyên giáo và phó bí thư thành ủy Hà Nội. Có vẻ như ông Phú nổ rất mạnh miệng nhưng không hiểu mình đang nói gì nên sau đó ông này cắt nghĩa khá mơ hồ, một nước công nghiệp hiện đại và phát triển có mối quan hệ với nhau nhưng không phải là một. Trong quá trình soạn thảo văn kiện có người phản biện nếu là nước phát triển thì trình độ phát triển rất cao, lúc đó không còn là định hướng xã hội chủ nghĩa nữa mà là thực chất đã bước vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa Hồi tháng 3, ông Phùng Hữu Phú bị nhà báo Trần Ngọc Kha, cựu phóng viên báo đại đoàn kết, tố cáo trên trang cá nhân về chuyện ông Phú thuộc diện F1 do tiếp xúc với ông Nguyễn Quang Thuấn, bệnh nhân thứ 21 nhiễm virus Vũ Hán, nhưng lại được chính quyền thành hồ thành phố Hà Nội ưu đãi cho tự cách ly tại nhà riêng. Cũng về vấn đề tài tiến lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thú nhận suy nghĩ của ông khiến cho nhiều người sực sốt. Xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đó là tâm trạng đầy chăn trở của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong một phiên họp tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 hồi tháng 10 năm 2013. Câu nói đó phơi bày một sự thật là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chẳng có lấy một kế hoạch nào cho đất nước này cả. Thay vì thế, người ta hy vọng là đến một lúc nào đó rốt cuộc Việt Nam cũng có thể đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Lời phán như vậy của Tổng Bí Thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khiến Block tễu không còn cách nào khác đành phải thốt lên lời rằng Ôi giời ơi, bác Trọng làm em nản quá. Thế thì đời em không có may mắn được trông thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa rồi. Thôi không mơ tới được thiên đường thì chúng em cứ sống với cái địa ngục này vậy. Blogger Nguyễn Tường Thụy tâm sự tiếp với bác Tổng rằng không thể nói hết được lúc đó em hoang mang thế nào đâu. Thế rồi đột nhiên hôm nay bác lại phán xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm lúc còn trẻ cứ xem khí thế hồi ấy, em nghĩ nước ta cực nhọc lắm thì cũng chỉ hết thế kỷ 20 là có chủ nghĩa cộng sản rồi. Vậy mà sang thế kỷ 21 đã hơn một đã hơn một thập kỷ và đến nay đã là hai thập kỷ, bác lại dọa đến hết thế kỷ này vẫn chưa chắc có chủ nghĩa xã hội, chứ đừng mơ gì đến chủ nghĩa cộng sản thì em không biết tin vào bài nữa. Điều đó có nghĩa là đời bác và đời em đến đời con và đời cháu chúng ta cũng chưa thấy chủ nghĩa xã hội đâu. Blogger Nguyễn Tường Thụy nói. Khi còn sinh tiền, giáo sư Đặng Phong, một chuyên gia kinh tế chính trị thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này. Ông giải thích tại sao giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn khư khư ôm lấy chủ nghĩa Cộng sản. Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ và mình không thể chấp nhận nó nữa, nhưng mình không thể khẳng không thể thẳng thắn tuyên bố dã từ nó, cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung là như vậy. Bây giờ mà phạm mà mại mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tìm thấy đâu, nó là một món nợ của lịch sử. Đại tá Phạm Xuân Phương, từng công tác nhiều năm trong cục chính trị của quân đội nhân dân Việt Nam giải thích tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn khẳng định Việt Nam không thay đổi mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù nhìn nhận con đường xã hội chủ nghĩa còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Cơ bản ông ấy không đủ khả năng để ông ấy hiểu nhưng bên cạnh đó nó cũng là quyền lợi. Ông ta ngu dốt lại hưởng tất cả mọi quyền lợi thì việc gì mà thay đổi khi ông ta lại đang làm vua ở xứ sở này những cái đó nó quan hệ với nhau tạo ra những mối ràng buộc và cứ thế mà ông ta hót trí thức Việt Nam kể cả những người bảo hoàng nhất cũng không thể nào nghe và chấp nhận việc ông nói nữa theo broker CP Nguyễn Hữu Vinh thì sau mấy chục năm khẳng định con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã chọn hộ cho dân tộc Việt Nam là con đường thực hiện duy nhất đúng đắn, dần dần các lãnh đạo cộng sản mới thừa nhận sự u mê và hão huyền mơ hồ khi đặt niềm tin vào đó. Tổng Bí thư nông đức mạnh còn mơ hồ theo kiểu năm ăn năm thua rằng chủ nghĩa xã hội sẽ dần dần sáng tỏ, còn mới đây tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam ngao ngán thổ lộ đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Nghĩa là cứ đi hết thế kỷ này theo con đường quá độ và yên chí là chưa có chủ nghĩa xã hội. Còn khi đến đó nó là cái gì thì sẽ biết. Nếu là quả núi thì leo lên ngồi, nhỡ không may là hố sâu thì cả dân tộc cứ xuống đó mà lặn. Qua bài Người Cộng sản mất phương hướng, nhà báo GP Nguyễn Hữu Vinh nhận xét rằng đúng 100 năm sau khi Lenin viết ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mark thì chủ nghĩa Mark Lenin chỉ còn một mớ kinh sách vẫn được dùng để tụng niệm. Tại một vài nước châu Á khi các môn đệ lầm vào tình trạng dã rời buồn ngủ mơ màng với những bữa tiệc linh đình và tìm cách hưởng thụ những món tư bản khổng lồ cướp bóc được nhờ địa vị thống trị của mình dưới cái mác cách mạng và ô che của cái học thuyết mác-lênin vĩ đại dành cho giai cấp vô sản kia. Nhưng nhà báo GP Nguyễn Hữu Vinh lưu ý thực tế lâu nay cho thấy những điều Lenin đã viết kia, đã ca tụng và lăng xê chỉ là những món bánh vẽ là sản phẩm của những sự hoang tưởng dưới sự kiểm chứng của lịch sử. Và dù họ có phần nào thành công trong giai đoạn lịch sử du ngủ được cả chục triệu, thậm chí cả trăm triệu người, nhưng họ đã thất bại trong một quá trình lịch sử. Cái lý thuyết huyễn hoặc đó đã nhanh chóng bộc lộ những vô lý và tự hủy. Blocker GP Nguyễn Hữu Vinh nhấn mạnh rằng sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản không chỉ ở chỗ thực hành mà ngay cả phần lý thuyết cũng đã thực tế chứng minh là hão huyền và ảo tưởng liên quan Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh nêu lên câu hỏi. Việt Nam là một trong ba địa chỉ hiếm hoi còn lại trên thế giới đang tiếp tục bám víu vào thứ hỗn mang này. 2 phần 3 thế kỷ bám trụ, đi theo, sáng tạo, kiên định, chủ đủ cả mọi ngôn từ và tốn máu xương của hàng triệu người. Từng phần lãnh thổ đất nước thì thực tế xã hội hôm nay đã chứng minh được điều gì? Qua thư gửi cho người học trò cũ tên Chí Linh, thầy Trần Thành Nam lưu ý tư duy về lòng biết ơn xã hội chủ nghĩa thầy không biết xã hội chủ nghĩa là gì trên thực tế và hình như chưa biết. Người ta chỉ vẽ nó ra rất đẹp trên lý thuyết và muốn xây dựng nó, nhưng những lý tưởng như gần nó có nó rồi thì sụp đổ hàng loạt vì thực tế cái người ta nhân danh nó xã hội chủ nghĩa mà hành động lại rất tồi tệ, xấu xa, sai lạc. Có lẽ vì nó xã hội chủ nghĩa sai, nó phản lại bản chất của con người chăng? Tóm lại đơn giản là thầy không thể dạy các em đặt lòng biết ơn vào cái gì không tồn tại. Trong khi người ta chưa biết xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản hình thù ra sao, không biết đến hết thế kỷ này chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa thì thực tế hiện giờ cho thấy Đảng và nhà nước ra sức duy trì thực trạng độc quyền toàn trị mà cụ thể là giáo sư Jonathan London thuộc Đại học Hồng Kông cảnh báo Quốc hội Việt Nam sắp phê duyệt một bản hiến pháp sửa đổi mà không có một sự thay đổi cơ bản nào. Từ Thanh Hóa, Nguyễn Trung Tôn mục sư Nguyễn Trung Tôn nhận xét như chúng ta biết là với sự kết thúc của hội nghị trung ương 8 khóa 11 mà thông qua hội nghị này thì Đảng Cộng sản tiếp tục chỉ đạo quốc hội vì ngày hôm nay điều 4 hiến pháp còn tồn tại thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước đầu quốc hội. Hơn nữa, thực chất Quốc hội cũng chỉ là một tổ chức thuộc đảng mà thôi, vì trong Quốc hội thì các ủy ban, ủy viên bộ chính trị rồi tất cả các quan chức của Đảng Cộng sản đều nằm trong Quốc hội. Nên mặc dù mang tiếng Quốc hội của dân, phục vụ nhân dân, nhưng họ vẫn chịu sự quản lý của đảng. Mọi sự chi phối của Đảng Cộng sản đều tác động đến Quốc hội. Vì vậy, mà qua hội nghị trung ương 8 chúng ta thấy rằng đảng chỉ đạo trong việc sửa đổi hiến pháp mà dường như vẫn giữ nguyên những cái cơ bản của hiến pháp cũ nhất là vẫn giữ nguyên điều 4 hiến pháp rồi luật đất đai sở hữu toàn dân rồi việc quân đội trung thành với đảng nói đến tình trạng đảng cộng sản việt nam đang đứng trên đầu quốc hội như lời của mục sư nguyễn trung tôn công luận hẳn chưa quên lời của tổng bí thư nguyễn phúc trọng khi nói chuyện với cử tri hai quận tây hồ và hoàn kiếm tại hà nội hôm 28 tháng 9 năm 2019 rằng khẳng định rằng hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng cộng sản việt nam lời tuyên bố đó khiến cho đại tá phạm đình trọng cựu đảng viên cộng sản phản ứng điều ông ấy nói là vô cùng thảm hại vô cùng nguy hại cho đất nước đưa cương lĩnh của một đảng lên hiến trên của cả hiến pháp lên trên pháp luật là một điều lú lẫn một điều sằng bậy không thể chấp nhận được Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi